Ba thằng Đực zoom lại gần một tí xem. Rồi, nhìn thấy ba con chó quậy nha, hít sáo đi để quậy nhìn. Ba một cái. Hít sáo đây. Ê. Hey. Đàn rốt con của Loki. À, này thì ăn dặm ngon lành rồi. Mấy con đều nhau, có một con nhỏ hơn. Xem thằng bé nhất này xem nào. Cái. À. Làm mất thời gian của ta quá. Ôm. Rồi. Được. Ok. Rất là ngắn. Mấy con này thì như thế này là lông cũng là tốt rồi. Mấy con này như con này thì lông ngắn hơn này. Con này lông dài hơn một tí nhưng mà vẫn còn đang là lông ngắn. Đực to nhất kìa. À, hai con đực này to như nhau. Thằng này lông ngắn nhưng có khi to hơn. Ừ. Một con cái quài hơn. Đầu tiên. Ừ. Giờ thì chưa nhìn được nét mấy đâu. Thằng đực thứ hai, thằng này to này. Này to con này. Rồi. Đực thứ ba. Ba được ba cái, ba cái. Ừ. Này là giống bố nhất. Ui giời, nhảy xuống. Đây, ba không được. Ba thằng Đực zoom lại gần một tí xem. Rồi, nhìn thấy ba con chó quậy nha, hít sáo đi để quậy nhìn. Rồi, zoom lại về chỗ vị trí cũ. Ok, đấy, hít sáo đi. Ê. Hi. Vỗ tay đi. Ê. Rồi, ba thằng Đực. Răng đều rất tốt. Răng đều tốt. Nhất hội. Yên. Không, trèo xuống. Không biết sợ độ cao là gì. Vẫn với mình. Ừ. Làm cái. Cái sáo đây. Ê. Vỗ tay. Ê.
sợ độ cao là gì? Lắm. Cái quải hơn, ba con cái thì một con quải hơn. Hai con này thì nó tương đương nhau. Rồi dừng lại xoa, gọi nó chạy lại thì phải xoa mỗi con cái. Của đấy. Đấy. Rồi đi lại đằng đấy, đi lại đằng đấy đi. Một con bám ở đây, năm con chạy ở đằng kia. Đàn này là nó có 7 con, nhưng mà nó bị rơi rụng mất một con ở trong quá trình nuôi. Bây giờ là còn 6 con là ba được 3 cái. Đàn này thì nó ở mức giá rẻ thôi. Chạy theo. Ok, lại lên đây. Là 4 cân, hơn 4 cân. Con bình thường thì là hơn 3 cân. Ok, hôm nay quay video để cho mọi người nhìn cái con chó nó vận động nó chơi thôi, chứ hôm nay thì chưa đến cái giai đoạn để ngắm nét của nó, gọi là nhìn gọi là phần nào thôi. Chứ còn nó chưa có nhìn được cái để mà chọn chó. Nhưng cái dáng người của cái đàn này thì cái dáng người của nó sàn sàn như nhau. Nó sẽ là một cái đàn chó mà người nó theo cái dáng gọi là cao dài. Dáng người của đàn này thì nó sẽ theo cái dáng cao dài một chút. Cao dài hơn so với lại cao dài hơn so với con bố. Đàn này được đánh giá là thằng sáng giá nhất của đàn này. Được. Đó. Lông ngắn như bố, màu mảng nét. Pha một tí nét mẹ. Ok, thôi cho vào đây. Xong ở đây chặt quá, với con nhóc con kia nó khó chịu.